Alo alo, à, đi trong video dịch ngày hôm nay lại liên tục là những sự bứt phá và tiếp tục xác lập những cái đỉnh mới của thị trường. Các anh chị nhà đầu tư mình đang có lãi trong giai đoạn vừa qua khi cầm nắm các dòng cổ phiếu thu hút dòng tiền. Thì có thể rằng anh chị nhìn tài khoản của mình trong phiên ngày hôm nay thì nó chẳng sinh ra thêm được một cái lợi nhuận gì nó quá nhiều và nó quá đáng kể cả. Đúng mà. Trong khi Bani mình ngày hôm nay tăng đâu đó khoảng tầm 14 điểm nó xác lập những cái cột mốc lịch sử mới đấy nhìn chung là nó hơi chững lại đúng không? Mà cái việc chững lại này thì nhìn chung em cũng đã view qua ở những video gần đây đúng không? Cái việc VN30 nó nó đáo hạn như thế nào, nó cách vào đây bao nhiêu điểm và nó phải đi ngang hay gì đấy đúng không? Anh chị xem lại những video gần đây. Còn những anh chị mà bị kẹp những dòng cổ phiếu kênh dưới nè, kênh giữa nè. Hoặc là xấu dữ lắm là gãy chen thì anh chị mình sẽ vui hơn một chút trong phiên ngày hôm nay vì nó giảm bớt những khoảng lỗ. Còn những anh chị nào mà trong giai đoạn vừa qua gần đây luân chuyển dòng tiền của mình sang lấy vị thế trước các dòng mít cáp có thể là anh chị kiếm một khoản lợi nhuận rất lớn khi anh chị cầm nắm các dòng hút tiền thì chúng ta chia bớt một cái khoản lợi nhuận đấy chúng ta luân chuyển qua cầm nắm các dòng mít cáp hoặc là những anh chị nào uh, theo dõi video mà anh chị nói là anh cầm rất nhiều tiền em mà anh lỡ mất cái sóng băng rồi thì em có chia sẻ là gì đừng có đua mấy con cao cao anh là quan sát mấy con mít cáp đi nó tích lũy qua ngày qua tháng nó đẹp đó là có điểm mua có điểm lấy vị thế này kia Đúng mà hoặc là những anh chị nào mà có lỡ bị kẹp Anh chị mình rất là nản rồi Tại sao băng nó chạy ghê quá em Mà sao con của anh nó nằm im vậy Đúng không? Thì em có phân tích rồi Chí ít là nó không giảm nữa Mà nó tái tích lũy trở lại Đúng không? Thì chúng ta gia tăng hợp lý Chúng ta bình quân hợp lý Thì chúng ta sẽ gặt hai lời nhuận à, Thì xin chúc mừng các anh chị ha Phiên ngày hôm nay là ngày vui của các anh chị này Dạ rồi, thì nhìn chung á, tổng kết lại phiên ngày hôm nay là một phiên xanh vỏ nhưng lại đỏ lòng. Đúng không? thị trường tăng vượt đỉnh tạo đỉnh mới 14 điểm này kia nhưng rất ít anh chị nhà đầu tư mình có lợi nhuận người thì đang lãi thì nó chẩn lại không lãi nữa người thì nó gọi là giảm lỗ thôi đúng không có rất, rất ít người mà luân chuyển đúng thì mới có lời thôi nó là như thế ha, nhưng mà nhìn chung là thị trường vẫn đang đi theo những sự vận động vận hành nó giống với những video gần đây em chia sẻ và anh chị mình phải nhìn vào cổ phiếu nha anh chị thấy rồi đấy hôm nay nó tăng như thế này mà có bao nhiêu người có lãi đâu thành ra chúng ta phải nhìn vào cổ phiếu chúng ta mới có đánh giá nó khách quan nhất được anh chị lưu ý vấn đề này ha rồi đầu tiên trong ngân hàng ha acb đây chuẩn lại ha đúng dự đoán tôi vẫn chuẩn lại volume rất bé nhìn chung á, rất nhiều anh chị nói rằng là con acb đánh nó cũng khó chịu em nó lên nó không có những sự bứt thoát mà nó giảm nó cũng không giảm nhiều luôn thì em đánh giá acb này là một con theo dạng là vừa lên vừa rủ nó cứ lên rồi nó rủ rủ ở đây là gì nó đánh chậm nên chị nhà đầu tư mà mà thích cái biên lợi nhuận lớn á anh chị mà sẽ cơ cấu qua những con khác chứ không có thích acb à đấy, nó gọi là vừa lên vừa rủ công thủ toàn diện thì những con như thế này khi mà nó đạt đủ cái yếu tố nó sẽ đi vào một cái pha chạy nước rút thì nó chạy rất là mạnh ở giai đoạn sau thành ra những con như thế này em thấy là gì không bình thường không việc gì phải bán ra cả hôm nay nó cũng chẳng có vi phạm gì luôn đúng không nó cũng y chang phiên ngày hôm qua anh chị thấy là từ cái giá đóng cửa này y chang volume hôm nay còn bé hơn nữa thì việc gì chúng ta phải bán đúng không con này vẫn nắm bình thường không vấn đề gì nha nếu mà nó tích lũy trên đây là thậm chí là điểm mua thêm cho anh chị mình nữa anh anh chị mình acb thì em thấy cũng chưa có gì xấu cả nhìn chung là gì phòng ngừa nó không bao giờ thừa à, cứ cứ chặn lại đi nhưng mà nó đã vi phạm chưa chưa thì cầm nha không vấn đề gì hết nói acb thì chúng ta nói thêm mbb đây mbb sau phiên ngày hôm qua bị bán xuống nè đúng không phiên ngày hôm nay là một phiên dao động như một biên độ giá nó tương đối hẹp volume thì không không được tốt lắm volume hơi nhỏ à, volume hơi lớn chứ nó không có được bé volume bé thì ok volume này hơi to nhưng mà nhìn chung là gì nó vẫn chưa có vi phạm gì hết nhìn chung hai con này nó vận động giống nhau acb và mb vận động tương đối giống nhau lỡ là đang làm một cái nền số 3 ở trên này ha acb thì nó không có nền rõ ràng đâu ha acb tính ra nó chỉ có hai nền thôi một cái nền dưới một cái nền trên này thôi ha có nghĩa là nó rủ trên đường đi chứ nó không có tạo nền còn mbb là nó có cái nền số 3 ngay đây nè nhìn chung em thấy chưa có gì xấu hết thành ra anh chị nào cầm mbb anh chị mình cứ cầm nắm bình thường anh chị ha còn nếu anh chị nào muốn mua thì anh chị chờ thêm đi nha những cái xu hướng mà nó đồng băng nó chuẩn lại nó tái tích lũy lại nó chạy một nhịp nữa thì nó sẽ có một số yếu tố nhưng mà chúng ta phải đề phòng cái vấn đề và nó sẽ rủ tại vì sao những cái người mà người ta cầm hàng rồi người ta có cái cơ chế chặn lại sẵn rồi nó nó chạm người ta người ta bán mất tiêu rồi còn mình đu vô cái tay cộng mình không có nó nằm ở chợn á nó rung rủ gì là anh chị mình chỉ có nhìn cổ phiếu rơi thôi à, nó, nó có khả năng nó rủ về đây không có chứ anh chị nó rủ ngắn về là có không vấn đề cả rủ để lên tiếp là chuyện hết sức bình thường nhưng mà anh chị mình có thể là anh chị mình rất tâm lý Đúng không anh chị kêu lỗ 4-5% rồi em cố cắt không Thủng hỗ trợ này kia Đấy lúc đó anh chị mình lại rất là lo Thành ra những cái trạng thái như thế này Thì cứ cầm bình thường đối với những người có hàng thôi Không sao cả Còn những người mà muốn mua Muốn tham gia ở nhìn kế tiếp Thì cứ chờ thêm Lưu ý vấn đề này ha Rồi BID BID nhìn chung là sao đánh một cái cây này đúng không Mở gáp nè Gặp kháng cự mở gáp nè Và đóng cửa nửa trên Áp lực bán nó được hấp thụ trở lại tương đối tốt à, em thấy như thế này là khá ok đấy nó đóng cửa mà tục lúc á, thì khả năng nó phải lắp gáp nhưng mà đóng cửa duy trì tốt như thế này khả năng là vậy nó sẽ đi ngang trên đây vài phiên anh chị ha à, giống như con stb hồi xưa nè anh chị nó mở cái gáp ngay đây nè đấy nó cũng phải lình xình lình xình xình đây vài phiên nó chạy tiếp nè anh chị thấy không à, những cái con mà tích lũy nền tảng lâu như thế này rồi khi mà nó có một cây bức thác á thường thường nó sẽ mở gáp như thế này để test cái lực bán đúng không đấy thành ra là những cái cây như thế này chúng ta cứ quan sát thêm con bid thì có nó sẽ đi ngang đây vài phiên đấy thậm chí lắp gáp anh chị có thể mua thêm tại vì sao cái vị thế tùy là cái vị thế của anh chị thôi anh chị mua đuổi thì em không nói nhưng mà vị thế của mình tốt á nó lắp cái gáp này là điểm mua thêm nè điểm mua gia tăng của mình nè còn nếu nó giữ trên đây thì sao thì ok cầm tiếp bình thường nó sẽ có những điểm nó rác lên anh chị ha đấy con này không có gì xấu cả bình thường rất tốt hấp thụ rất ok nhưng mà muốn lên thì nó sẽ đi ngang thêm một hai phiên ngay nữa mới lên tiếp lưu ý vấn đề này ha rồi cdg đây cdg hôm nay khá bất ngờ ha tiền vào rất khủng luôn đánh cao nhất phiên gần cao nhất phiên như thế này Nhìn chung là gì? Cái con này thì vẫn phù hợp cho những anh chị nào mà chặn lãi thôi. Đúng không? Anh chị mình thỏa mãn, anh chị mình chốt. Anh chị thấy nó, họ mở gáp, họ kéo nè. Thì nhìn chung có vi phạm cái điểm mà anh chị mình phải bán không? Không. Không có vi phạm gì hết. Đúng không? Ví dụ như anh chị thường anh chị chặn lại anh chị kê một cái giá thấp hơn một tí này khi nó vòng về chạm cái mức đấy anh chị bán đúng không? Bản chất con CDG này nó có vòng về không? Không, vậy thì anh chị có bán không? Cũng không luôn. Có thể chốt lại dần trên đường đi thôi. Ha, tùy theo cái mức thỏa mãn à, cái việc chốt lại rất là khó đánh lên như thế này thì nếu còn hàng cầm tiếp mua thì sao đương nhiên không nha có rất nhiều người nghĩ rằng là mua trên này nha t cộng ba về có chắc hay không và những cái tin tức tốt nhất của ctg nó ra hết trơn rồi anh ra em nghĩ là mấy cái biên lợi nhuận này em thấy là rất là đạt rồi nếu là, là em sẽ chốt trong ngày hôm nay luôn trong cái đà tăng lên như thế này là em chốt luôn nha còn nhanh chị như thế nào thì tùy theo cái mức lợi nhuận của anh chị anh chị cái con này là con hiếm hoi duy nhất của dòng ngân hàng mà hôm nay nó tăng thôi lưu ý vấn đề này ha Đấy, HD băng nè, chuẩn lại nè, vôn bé nè. Nhìn chung cứ tích lũy vài phiên như thế này là chạy tiếp thôi. Đó, dòng băng cần cái sự tích lũy lại như thế này để chạy tiếp. Lưu ý không? nhưng mà trong quá trình tích lũy nó có những cái nhịp nó rung đủ không? Có nha. Mình tại sao cái độ đeo bán của dòng băng nó nhiều lắm anh chị. Khi mà họ rung một vài phiên đầu á, anh chị mình không bán, họ sẽ rung mạnh hơn để anh chị mình bán. Đó là những cái điều mà em sợ thành ra là nếu có thì cứ chặn lại đi ha, cứ chặn lại bình thường cho em nha. Không xấu thì cứ cầm, nhưng mà có những cái biến như là phải bán liền nha bán liền để có gì sao nó test về đây mà mua thêm đúng không test về đây là cơ hội đến chị mình mua lúc đó anh chị mình phải có tiền để mua đấy nó là như thế cứ chốt ra dần đi cứ chốt ra dần chốt ra dần như vậy để có tiền là gì nó chỉnh một cái là bắt lại liền tại dòng băng nhìn chung là nhìn trên một cái cục diện lớn á là nó chưa phân phối hết hàng thành ra nó sẽ có những nhịp rung đủ để nó lên tiếp mà rung lũ đấy là những cái nhịp anh chị bắt vào rất là tốt thành ra chị mình quan sát nha đấy liên việt nè nè Nà, vẫn tích lũy rất đẹp và vôn cũng bé nè đúng không cũng cạn dần rất là ok luôn đấy con này khả năng là, là phiên ngày mai phiên tới thì nó chạy rồi con này nó tích lũy trước mấy con kia vài phiên rồi thành ra khả năng nó chạy nó cũng sẽ chạy trước lưu ý vấn đề này ha con này nhìn chung phù hợp cho anh chị mình cầm thôi cũng không có khuyến nghị mua trên này đâu không có đủ tê anh chị ha đấy rồi tiếp theo là mb nó rồi shb à, đấy cũng vậy luôn ha cũng tương đối khó chịu cũng tích lũy thôi đấy con này vẫn như cũ nếu anh chị nào thật sự vẫn muốn cầm shb á thì vẫn tuân thủ quy tắc của giúp em nếu mà nó lũng cái phần nào đấy là Nà, lũng 28 chẳng hạn anh chị mình bán không thì thôi anh chị cứ cầm bình thường vô con này hơi bo cung thành ra bây giờ em thấy nó cũng không có gì xấu để bán nhưng mà nó anh chị hỏi em là nguyên ai con này nó tăng khi nào thì em thật sự em không biết luôn á anh chị không biết luôn anh chị thấy cái cách đánh con này không nó làm một cái đền rất là lâu nó mới tăng đấy cái phong cách đánh nó là như vậy thành ra chúng ta phải chấp nhận nếu chúng ta ôm con này và nếu đã ôm con này rồi thì chỉ có nước là chặn lãi đi để, để tránh mất lãi thôi. Còn nếu mà kỳ vọng mà tới khi nào nó tăng thì khi nào đổi đánh lên nữa tăng anh chị. Anh chị ha. Cái con này cái ý chí nhà tòa lập nó tương đối lớn. Đấy nó là như thế. Rồi STB nè. Đấy STB anh chị thấy không? Chẩn lại rồi nè. Ha chẩn lại rồi. Khả năng nó phải mạnh thì nó đi ngang. Yếu hơn thì nó sẽ chỉnh xuống. Anh chị ha. Cái con này cái lượng bán ra nó nhiều lắm anh chị có những nghiệp rung rủi ở đây có thể là ngày hôm nay họ neo lại đây cái vôn thấp có thể là anh chị mình vẫn kỳ vọng là nó lên tiếp đúng không ngày mai nó rung thêm cây mạnh cái là xả liền cái lượng tiền lớn nó kẹp vào đây nhiều lắm mà những nhà tư ở dưới họ có lãi nhiều lắm chỉ cần có nhịp rung rủi một cái họ cũng chốt lại họ cũng chặn lại như chúng ta thôi chỉ cần thủng một cái vùng nào đấy mà họ cảm thấy là không an toàn nữa, họ sẽ xả hàng ra ngay và hiệu ứng domino sẽ khiến cho con này giảm rất nhanh những con đầu cơ lên rất nhanh xuống rất lẹ nha lưu ý vấn đề này ha thành ra con này là nói chung là em đã chốt rồi đúng không thành ra em đang giữ vị thế quan sát con này thôi để coi coi là những cái quá trình sau nó như thế nào ha chị mình cũng vậy anh chị ha nếu chưa chốt thì chị nhớ chặn lại giúp em rồi cái con banh nè đấy không cũng linh sinh linh sinh lại rồi nó không còn cái đà tăng nữa thì sao nó, nó nó đã kéo thị trường quá nhiều rồi bây giờ phải cho nó nghỉ chứ đúng không ạ à? đấy nghĩ như thế nào thì chúng ta quan sát thêm đấy vẫn như cũ ha rồi tb nè tb cũng vậy nè Hôm nay tiền vô tốt Nhưng mà vẫn không bức nha Có nghĩa là cái vùng trên này Nó vẫn lên chưa được Nó vẫn khó khăn Khả năng nó phải đi ngang Ở đây vài phiên nữa à, Trường hợp xấu nó phải rủ về Em thấy vô nó to dần rồi nè à, Anh chị ha à, Lưu ý ha Vietcom nè Ui trời Vietcom vẫn tích lũy đúng không Anh chị thấy ông Đánh nè Kéo đấu hạn đúng không Trả điểm cái đi ngang lại Vậy bản chất Anh chị cầm Vietcom banh Anh chị có lời không 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 có lời gì cả Đấy nó là như thế Phân phối nè À, theo em biết thì con này một cái lượng tiền lớn được xả ra rất nhiều rồi nha phiên ngày hôm nay có luôn á đấy thành ra anh chị mình cẩn thận Nhìn gì ha này anh chị thấy bản chất anh chị cầm năm phiên gần đây giá nó có lên không nó cứ chạy từ cái biên 64 lên 67 nó không thật sự nó bứt phát bứt thoát lên dùng 70 71 72 gì cả mà nó cứ trong một cái biên như thế này mà nó cứ mở gấp đào gấp úp, rút chân rút chân rút chân rút chân đây là bản chất điển hình của sự bóng tối luôn đúng không bản chất anh chị mình thí dụ như nó chạy đạn này anh chị có lời đúng không anh chị cầm cho tới tận trên này nè anh chị mà cầm cho tới bây giờ luôn anh chị lời được thêm được bốn đúng không và nó lời thêm được ngày là cả tuần qua nó có lời hơn bốn không cũng không lời hơn bốn luôn em ví dụ như vậy giả sử như anh chị đuổi dưới này đi nó chạy lên tới đây anh chị lời được thêm bốn đúng không mà cả tuần qua nó có hơn không cũng không hơn luôn đây là điển hình của sự phân phối mà vô này ngày càng to anh chị lưu ý nha đấy nó là như thế này không phải tích lũy đâu anh chị tích lũy là người ta phải rung rủ người ta vô nó phải cạn dần tích lũy mà cứ rút chân rút chân rút chân mà vô bự như thế này đấy nó là như thế ha lưu ý nhìn chung là dòng băng là tóm gọn lại là một sự chỉnh lại chỉ có con cdg đã băng thôi Rồi dòng tiền lớn nó vào hay nhưng mà đừng nghĩ nó vào vậy là anh chị mình đu vào nhặt không nha nó vào như thế này là cũng là chốt lãi thôi anh chị ha đấy còn những con khác là sao quan sát thêm nếu ai đã chốt ra rồi thì cứ quan sát thêm còn anh, anh chị nào chưa chốt thì cứ nhớ chặn ở dưới để có gì nó vòng xuống cái gì đấy nó có biến thì thì mình xử lý còn không thì sao vẫn cầm bình thường. Ha vẫn cầm bình thường. Đấy nó là như thế. Nhưng mà anh chị mình phải chấp nhận là trong giai đoạn này nó sẽ không có tăng nữa và nó sẽ lình 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 ở đây. Cái biên là nhận từ đây tới đây là hết. Phải chờ thêm rồi mới chạy tiếp. Anh chị mình phải chấp nhận cái việc đấy nếu anh chị mình vẫn tiếp tục cầm ba. có thể là anh chị mình thấy nó không tăng nữa anh chị mình sẽ nản. Nhưng mà nếu mà đã xác định mà vẫn còn cầm và không có vi phạm thì anh chị cứ cầm bình thường ha tùy theo cái anh chị mình có những chiến lược ra sao anh chị ha rồi tiếp theo là dòng mà dầu khí nè tăng tốt không tăng tốt gặp kháng cự bán lạng tí vô nè không có vấn đề gì bbt nè nè test kháng cự nè test nè ha bls nè đấy nhìn chung vẫn giữ tốt ha nhìn chung là gì vẫn coi hai con mạnh nhất thôi những con kia là yếu tố ăn theo thôi nó không có đẹp bằng đấy vô nó cũng không có đạt nè Đúng không? Và nó chưa lên được cái vùng kháng cự nè. Còn BVS nè, vol đạt nè. Gặp kháng cự rồi nè, lên xin, lên xin đây vài phiên đây là điểm gia tăng của anh chị mình nè. Đấy điểm gia tăng đúng không? Em nói anh chị mình uh, lấy uh, BVS dưới giá 22 đúng không? Đấy. Sắp sửa nó quay về lại những cái vùng 22 hai 5 23 thì đây là những cái điểm gia tăng. Nếu mà nó đạt điểm anh chị ha, đấy canh con này giúp em nha. Rồi, bls thì nếu anh chị muốn tham gia hoặc là gia tăng hay gì đấy thì chúng ta canh cái nhịp tích lũy lại quanh giá 56 57 như thế này nè các anh chị mình mới gia tăng đấy những con như này là quá trình rung rủ rất lớn nha nó rung như thế này rồi họ phải đánh vượt thì họ mới có lãi được bản chất là đội họ đánh họ cũng phải có lời cho họ nữa Hay những cái mẫu hình như thế này là đánh họ tái thích lũy ở đây vôn vào thêm một lần nữa là họ phải bứt anh chị đây là cái con này có thể là anh chị mình không có tham gia được nhưng mà chúng ta sẽ nhìn cái con blx này giống như là một con gọi là dẫn dắt một con gọi là pháo đầu cho dòng vũ khí anh chị lưu ý ha đấy nó là như thế còn những chị nào mà cầm, ví dụ như cầm bô hay là cầm những con nó yếu hơn đó, thì em nghĩ là, đây nè, chính vì cái yếu tố mà thứ nhất là nó không có nâng đáy lên mà nó gãy như thế này thì đây là vùng kháng, kháng cự, nó sẽ rất mất thời gian anh chị ha. Những con như thế này mà nếu mà hồi lên được tới đây thì anh chị canh bán đi, à, hồi lên được về lại cái giá vốn hoặc là giảm bớt cái khoản lỗ này thì bán, tại vì những con này em thấy không có dấu hiệu dùng tiền mà nó rất là yếu, anh chị thấy rất là yếu luôn, nó là như thế, cứ chờ nó hồi lên một tí anh chị canh ra nha những con như này bản chất là nó đã không giữ được là nó bể rồi nó bể như này là nó mất thời gian nhiều lắm nó không có lên nhanh như mấy con kia đâu mấy con kia người ta nâng đáy người ta duy trì rất là tốt nè đúng không khi khi nào mà nó nó ăn theo những con mạnh hơn nó lên á thì nó còn có khả quan hơn còn những con mà nó gãy chen như thế này rồi khả năng nó nó lên lại rất là mất thời gian lưu ý vấn đề này nha tùy con anh chị nha sự văn hóa nó vẫn có anh chị rồi nhà vinh vre nè thấy không lên cái bị bán kháng cự liền nè Đấy, khi mà lên tới đây lại nó sẽ có quá trình gì tích lũy trở lại anh chị ha, nó sẽ tích lũy lại đây. Nó mất thời gian chứ không thể nào nó bứt liền được. Đáng lẽ là họ phải giữ ở đây còn nếu nó đã thủng rồi thì nó sẽ rất mất nhiều thời gian ở đây. Lưu ý ha. Vít nè, tái tích lũy lại rồi. à, tái tích lũy lại. Nhìn chung con này đủ như này là ok rồi anh chị. Cứ chờ cái yếu tố tái tích lũy lại ở đây nha. Vinh ho hôm, hôm nay là kéo nè, kéo để tăng điểm nè. Rất là tốt đúng không? Rất là tốt. Nhưng mà kéo không có vol. Nhìn chung con này nó nó bị ảnh hưởng yếu tố điều tiết quá anh chị ha nhìn chung anh chị nào mà đang có lời những vùng này dần dần là gì à, anh chị mình lỡ có đu bám vinh home hay gì đấy thì nhìn chung anh chị mình đang dần dần nó hòa lại đúng không đang hòa vốn trở lại đấy đây là một tín hiệu tốt nha nhưng mà dù sao nếu như á, những cái lượng nhà đầu tư ở trên này là vẫn còn kẹp á, người ta có xu hướng bán hòa ra thì em cần cái diễn biến ở trên cái vùng bán hòa này nè để coi như thế nào đấy thì chúng ta mới có những điểm tham gia anh chị ha khi nào nó bứt mới tham gia còn lên tới đây á, mình biết rằng lên tới đây nó sẽ có áp lực bán thì để coi coi cái áp lực bán này được độ họ cân lại như thế nào thì chúng ta mới tham gia. Ha à, lưu ý vấn đề về giờ nhà Vinh. Nhìn chung là tích cực đấy, có con này tích cực là hai con kia nó chưa có đẹp lắm. Rồi, tiếp theo những dòng như khu công nghiệp đúng không? Công nghiệp bắt đầu có những cái nhịp mà nó gọi là em có nói đến những cái dòng mid cáp kênh dưới này kia đúng không? Rồi sau một cái quá trình mà cứ cắm đầu rơi là bây giờ nó có như tạo đáy và hồi phục lên. Rồi để coi như thế nào ha. Sell nè. Sell nè, một đáy, hai đáy, ba đáy nè, hồi lên nè. vô thì không đạt lắm nha, không đạt lắm. Nhìn chung là gì chúng ta phải coi cái diễn biến ở trên cái vùng này nè. Cái vùng mà từ giá 9 tới giá 10.5 này nè Để coi cái vùng này như thế nào đã Nhưng mà gì nó phải cần yếu tố vô anh chị Vô nó phải đạt một tí Vô nó phải hơn một chút Thì nó mới xác nhận một cái mẫu hình ba đáy như này đi lên Còn nếu không có vô nó Khả năng nó phải tèo xuống trở lại Hoặc là chí ít là gì Nó phải đi ngang ở đây thêm một thời gian nữa Nó mới lên được Nó đang không có yếu tố khối lượng nha Con này nó hồi gọi là hồi ăn theo thôi Chứ không có khối lượng Đấy thành ra nếu mà mua ở đây Thì anh chị có thể mua test ở đây nếu như mà nó không có chạy trong T cộng 3, T cộng 4, T cộng 5 thì anh chị canh bán đi. Còn nếu mà nó chạy thì nó có yếu tố vôn thì nếu mà chạy thì gia tăng bình thường. Thì nó xác nhận cái mẫu hình ba đáy thành công mà nó sẽ hồi lên rất là mạnh mẽ. À, thì ok, nhưng mà em thấy vẫn chưa đâu. Không có vôn là em thấy không có độ tin cậy nha. Rồi, D2D. Nè, người ta đánh nè, anh chị thấy không? Nè, nó đánh nó phải có vôn như thế này nè, nó có yếu tố xác nhận nè. Thì ok. À, nhưng mà chị đã lên tới đây cái bị bán liền nè. Cái kháng cự này nó tương đối dài, thành ra nó sẽ có ý, quá trình tích lũy trở lại hoặc là nó sẽ rủ về đây lưu ý ha lưu ý vấn đề này thành ra đừng có đua giá anh chị lên kháng cự nó sẽ có những nhịp retest hoặc là mạnh nhất là nó đi ngang cứ chờ những nhịp đấy mình tham gia nó cũng không có muộn anh chị ha DRC dòng cao su ừ, tiền vô tốt nè anh chị ha đấy những cái yếu tố mà hai đáy ba đáy trở lên đó, nó phải có những cây tiền vô như thế này nó có yếu tố xác nhận nhưng mà lên gặp cái gì gặp kháng cự thành ra nó phải có tích lũy trở lại ha tích lũy như thế này đẹp mới mua anh chị thấy tiền vô mua chưa chắc đâu anh chị tiền vô là một chuyện mà lên tới đây á, nếu mà cái độ cung cầu nó còn quá nhiều á họ không đánh đâu họ phải tích lũy đây một thời gian họ mới đánh anh chị ha cái dấu hiệu tiền vô để mình quan sát thôi chứ không phải là cứ tiền vô là mua nha chúng ta cái phương pháp chúng ta phải nhìn trên nhiều góc diện không được làm máy móc mà không có học cái gì mà máy móc cả đúng không cuộc đời đâu có cái gì mà theo sách vở đâu đúng không nó biến nó thiên biến vạn hóa nó khó lường thành ra nhìn vô vô à quan sát nhưng mà lên kháng cự ok chưa chưa ok thì có mua không không mua anh chị nha cứ quan sát thôi BRH nè có vô xác nhận nha vô xác nhận tạo đáy nè kháng cự ừ, những con này có chạy thì em nghĩ chạy sau thôi tại benny chạy cuối mà nó không có chạy liền đâu nó phải tích lũy đại ở đây nha đừng có vội nè một đáy nè hai đáy nè anh chị thấy không nè lên kháng cự nè test lại nè đúng không người ta test lại xong người ta có vol thứ vô thứ hai vô bắt đầu mới xác nhận nè à, khả năng là con gbr những phiên tới khả năng là nếu hai cây vôn vô như thế này khả năng nó sẽ hồi ngắn lên đây nha nó hồi ngắn lên đây anh chị mình cứ canh nha canh chốt lại rồi còn nếu mà muốn đánh vượt thì sao đánh vượt thì nó phải tái tích lũy trên này thì cái nhịp trên này sẽ là nhịp cơ sở để đánh vượt nè vôn như thế này chưa đủ đánh vượt đâu anh chị cái vôn tích lũy người ta lớn như thế này nè cái vôn gãy nó nhiều như thế này nè như thế này chưa đủ chưa đủ để có yếu tố vượt đỉnh nha phải có thêm yếu tố ở đây thành ra cứ chờ đi những cái dấu hiệu để chờ chứ không phải dấu hiệu cứ thấy tiền vô là bay vô mua nha có rất nhiều anh chị mình theo cái trường phái là gì nè có tiền xác nhận là mua giá trần luôn đúng không nhưng mà mua như vậy anh chị mình phải biết anh chị mình sẽ chịu rủi ro bị điều chỉnh trong ngắn hạn nhưng mà rất nhiều anh chị nhà đầu tư mình mua như vậy anh chị mình không có hiểu về cung cầu nó mới test mấy cây cái T cộng ba về cắt lỗ luôn là sao bản chất anh chị mình không hiểu cái phương pháp mình đang theo đấy mỗi cái phương pháp nó có một cái điểm khác nhau anh chị mình phải hiểu cái phương pháp của mình anh chị phải chia vốn hợp lý ha à, không phải lúc nào cứ 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 xác nhận lên cái là đua vô nha à, em có rất nhiều anh chị mình theo cái trường phái là cứ đánh trần lên hay là xác nhận vô nó to một tí là đua vô đua giá cao luôn cao nhất cũng đua đúng không có nhiều anh chị mình theo trường phái đó đúng không đấy nhưng mà anh chị cũng hiểu rằng là theo như vậy nó sẽ có những yếu tố nó test lại trong ngắn hạn thì mình phải chia vốn hợp lý có thể là mình mua đèn ít mình test lại mình mua thêm mình ăn hai đầu đúng không mình có những cái cách mình đi vốn như vậy thì nó ok quan trọng là gì mình chia vốn như thế nào thôi cái cách anh chị đánh như thế nào thôi anh chị lưu ý ha còn em là sao phương pháp của em khác à, lên đây có xác nhận em mới mua đúng không nó lại như thế rồi ôi trời con này hàng lái quá hdc này là xưa giờ là nó có đội đánh mà anh chị thành ra đánh láo như thế này nè những con như này biết chắc là không ai vô được đâu thành ra anh chị mình đừng có xem mà đừng có thấy đánh bốn cây như vậy đu trên này nha lưu ý nha Dạ rồi kbg nè à, cũng tạo đáy chung với người ta đúng không mà anh chị thấy cánh cự dài không anh chị nhớ con đa ba cô trước không nè nó rơi nè xong mới đánh lên được mấy cây nè xong rồi làm cái gì làm cái gì anh chị nó tái tích lũy trở lại rất là lâu và nó có những yếu tố xác nhận xác nhận và xác nhận nó mới đánh một sóng con okay, kbc nó cũng vậy thôi à gãy nên rủ đúng không gãy nên rủ xác nhận lên à đồng ý nhưng mà cái quá trình sao như thế này nè muốn bước được cái vùng mà rất là lớn như thế này nó phải có tái tích lũy thành công ở đây thì nó mới chạy Rồi cái này là em vẽ từ lúc mà nó chưa rơi rồi anh chị em đã biết trước là khả năng cái con như thế này nó đánh rất là dễ tại vì sao nó có một cái nhịp chạy nước rút sau này rồi đội không có dễ gì mà nó nó chạy một cái nhịp như thế này nó tích lũy ở đây rồi đánh tiếp cho anh chị mình ăn hết đó thường thường mà những cái con mà đằng trước nó có một yếu tố mà chạy nước rút á khả năng cái quá trình tích lũy đằng sau là quá trình phân phối chứ không phải là quá trình à, à, tích lũy để tăng à, đa số là như vậy đấy thành ra nó có yếu rủ lại thì sao tích lũy lâu lắm anh chị ha, đừng nghĩ mấy cái vô lèo tèo như thế này mà nó lên được tới đỉnh đâu không có đâu nó tích lũy ở đây rất là lâu anh chị ha hoặc là nó cần một cây vôn khủng hơn nữa cây vôn cực kỳ to thì mới có yếu tố xác nhận còn nếu cây vôn mà em thấy nó vẫn lèo tèo như thế này là khả năng không phải tích lũy ở đây rồi cho nên là vì đi ngang ở đây nè khoảng tầm một tuần hơn hai tuần này lại tùy theo độ tích lũy rồi nó có thêm yếu tố xác nhận trên đường đi thì nó bắt đầu nó mới chạy rất bất thời gian nha rất bất thời gian KSB KSB với DRH đúng không mà nếu chạy thì KSB nó phải chạy trước DRH anh chị tại vì nó là con lớn con kia con em ấy à, tốt nè vôn cũng được nè ha, ok là một đáy hai đáy ba đáy vôn ok nè Chưa đạt lắm vôn như này ok thôi chứ không đạt lắm Nha tích lũy thêm Tích lũy thêm thì được Đấy rồi tiếp theo um, Long hậu Mạnh chưa ừ, Tiền vô tốt nè Tiền vô không đóng cao nhất thì ngày mai có một cây tét đỏ vôn bé đúng không Đấy con này những suy nói chung là xu hướng nó lên tiếp rồi không còn điểm mua cho mình đâu mình mua là phải mua vùng tích lũy này nè tích lũy vôn cạn nè đấy đây là điểm mua nè anh chị ha rồi nè cũng mẫu hình ba đáy nè một đáy nè hai đáy ba đáy nè nhưng mà có tiền xác nhận nha có vôn nha Vôn tốt nè nhưng mà lên kháng cự thì khả năng nó phải tái tích lũy ở đây đã lúc đó mình thấy bác cái con nào nó cũng một cái form giống nhau hết anh chị mình cứ quan sát nha br à, br này chuyên gia đánh mẫu hình gãy đền rượu gãy nè một đáy hai đáy ba đáy nè ồ vôn cũng khá tốt nha cũng khá tốt để coi những cái diễn biến sắp tới như thế nào nha nhưng mà con này thanh khoản bé lắm anh chị nào cầm tiền tỷ tuyệt đối không đánh con này nha đánh con này nó bán không được đâu đấy bán không được đâu thiệt đánh con này là ví dụ như mình chia tỷ trọng mình đánh ít ít thôi à, tiền mình nhiều thì mình chia một tí xíu đánh con này thôi không có đánh nhiều nha cái thanh khoản này có mấy trăm k à, giá có năm mấy ngàn không bao nhiêu tiền đó vào nhiều mất công lái nó úp nữa rất là mệt anh chị rất là khó bán anh chị ha lưu ý vấn đề này phải lưu ý cái vấn đề là nav mình bao nhiêu nha tiền lớn là phải đánh mạ lớn cũng hồi nè không có vôn không đạt nha có cây tạo đáy stopping volume 3 đẹp nè Mà mình lên tới đây như thế này là không đạt nó phải tích lũy đây ha à, thì nó mới có cơ hội đi lên hoặc là gì nó phải lắp lại cái gáp này lên nó test lại đây rồi tích lũy lại đây lên tiếp cái gáp này mở ra nè mà vôn leo tèo như thế này khả năng là rất dễ bị lắp gáp trong những phiên tới nha lưu ý nha SL mà con này thanh khoản nhỏ lắm em không phân tích đâu TG con này thanh khoản cũng bé nữa 43 ngàn mà có mấy chục ca cổ phiếu à Ai chơi đúng không Những con này anh chị nhìn là biết bao cung nè Nè nó xiết nền như này đâu có ai tham gia nhiều đâu Anh chị lưu ý những con như này chúng ta nên tránh nha Chúng ta đánh những con thanh khoản lớn nhất thị trường thôi Hoặc là lớn nhất trong cái ngành nữa thôi Ví dụ như mít cáp chúng ta phải lựa chọn những con mít cáp mạnh Mít cáp khủng Mít cáp thanh khoản lớn Còn mít cáp thanh khoản nhỏ cũng không chơi Anh chị ha Nó là như thế Rồi dòng phân bón thì sao Tốt nè Đúng không lên nè, gặp kháng cự test lại nè. Đúng không? Test lại vô cản bắt đầu lên tiếp nè, có tiền vô lần hai nè, đấy rất ok nha. Em nghĩ vài phiên nữa tích lũy là đánh vượt được nè. Đấy quan sát anh chị nha, quan sát nha. Rồi DBM nè. DCM thì nó nâng đáy cao hơn, con này nó bị gãy hơi sâu. Nha, gãy hơi sâu, khả năng nó sẽ mất nhiều thời gian hơn so với lại DCM. Rồi, DGC thì nhìn chung cái cây ngày hôm qua nó quá thuyết phục rồi ngày hôm nay nó test lại nè. À, tiền vô đóng cửa không cao nhất phiên thì ngày mai có một cây test đỏ vô bé đúng không? Công thường chú nha nhớ câu thần chú nha đẹp không đẹp thì mai chạy tiếp Chứ không có điểm mua cho mình đâu anh rồi tiếp theo là những con như là dòng thủy sản nè con này cũng có điện này tiền vô không đóng cao nhất ngày mai có một cái tết đỏ vùng bé đó thấy chưa rất là đẹp nha những con như thế này là duy trì cái đà tăng thôi tích lũy vài phi lại lên tiếp cũng vậy luôn nè nhìn chung dòng này đánh khá giống nhau ha tích lũy lên tiếp ừ, tích lũy lên tiếp thanh khoản nó hơi bé nha ví dụ như đánh dòng này thì đánh con nào đánh con vĩnh hoàng này nè con này thanh khoản cao nhất trong dòng này lưu ý ha đấy nó là như thế rồi những dòng như là dòng chứng khoán đi rsi rất tốt nha atc kéo cao nhất nè cực kỳ ok luôn nhưng mà những con như thế này thì nó phù hợp cho anh chị mình cầm nắm thôi anh chị ha cầm nắm thôi bảy tháng em thì em không có gia tăng dòng chứng khoán anh chị ha đấy, em không gia tăng em thích cái hàng khả dụng nhiều hơn dù sao anh chị trong cái hàng em nắm cũng tương đối nhiều con này rồi đấy chúng ta cân đối bố một tí thôi anh chị ha anh chị nhớ thị trường càng lên cao càng hưng phấn và mọi thứ càng rõ ràng anh chị hạn chế sử dụng mờ giúp em nha anh chị nha à, hạn chế anh chị có lời ở phần mờ jean, thì anh chị mình có thể chốt ra bớt cái phần mờ zin của anh chị mình lưu ý nha thị trường càng lên càng căng càng hưng phấn càng tươi đẹp càng màu hồng đấy thì anh chị mình phải càng hạ ra những cái lượng mờ của anh chị mình đấy mờ là con dao hai lưỡi đúng không Chúng ta có lời từ nó nhưng chúng ta cũng mất rất nhiều từ nó Thành ra chị lưu ý cái vấn đề mờ riêng cho em Có lại chúng ta có thể chốt ra bớt cái phần mờ riêng. ha. Rồi, cân đối thôi giữa tỷ trọng an toàn Đừng có căng quá, đừng có 0.3 luôn Thì nó rất là nguy hiểm Anh chị ha Đấy nó là như thế Nè, cũng như nhau thôi Rất là mạnh Tái tích lũy nè Con này hơi lỏng lẻo nha, hơi lỏng lẻo Đẹp nè, đó, tái tích lũy nền số 3 nè Đẹp nè, ok nè Đấy, VCI nè, nè, tái tích lũy nè. Lên bước không thành công, test lại nè, test lại nè, vô cạn dần nè, đẹp nha. Những con như thế này nó sẽ có những yếu tố bứt phá tiếp nè. Những con tích lũy khoảng tầm 3 đến 5 phiên như thế này là có điểm mua thêm cho anh chị mình nè. VCI nha. VND nè, đã bứt lên nè. Tái tích lũy nè. Cũng được ha. Ok, nhưng mà con này em nghĩ là tích lũy như thế này thì khả năng ngày mai nó sẽ chạy tiếp, không có điểm mua đâu. Con này tốt nhất là nó không nên neo lại nha. Những con như này độ đeo bám nó đã nhiều rồi nó phải đánh lên luôn. Ha? còn đến nó neo lại như vậy là tương đối rủi ro đấy những cái xu hướng á, mà nó càng lên cao mà nó càng giữ đi ngang là em thấy càng rủi ro thí dụ như nó giữ đi ngang trong vòng từ 3 đến 5 phiên nó cạn vô nó chạy liền á thì được thì yếu tố test cung cầu nó ok còn nó làm một cái nền dài thì cả dài khả năng nó phải rủ nó tích lũy càng lâu ở trên cao là khả năng nó phải rủ tại vì bản chất á đội á, nếu mà nó muốn đánh nó đã đánh rồi nó ép anh chị mình mua đổi rồi còn nếu nó đánh mà nó giữ đi ngang miết là vậy là khả năng là gì nó sẽ rủ ra một nhịp rồi nó mới lên đó là cái yếu tố nhạy cảm khi mà lên cao mà nó tích lũy lâu là như vậy anh chị để ý những cái con nào trên cao mà tích lũy lâu á anh chị mình nên chốt ra dòng ngân hàng cũng vậy à, tại vì sao bởi vì bữa giờ em không có cho mua thêm là vậy đó em mua hàng em khả dụng không mà có vấn đề gì em chạy rất là nhanh nó là như thế cái việc bán ra nó sẽ tương nó khó nhiều khi anh chị bán ra anh chị tiếc à, bán ra lên tiếp em đúng không nó khó đấy khó như vậy thì chặn lãi thôi ví dụ như không không vi phạm thì thôi cứ về lên đó là cái yếu tố gọi là nó tối ưu nhất ở thời điểm hiện tại nha và anh chị nào có lời dòng chứng khoán đó, nếu anh chị mình follow theo cái room khách hàng của em cũng như là anh chị xem video chia bớt một cái phần khoản lợi nhuận rất lớn khi mà ăn cái dòng ngân hàng qua lấy vị thế trước một số những con dòng bít cáp mạnh bít cáp khỏe anh chị mình có những cái điểm nó break lên là cực kỳ ok nó là như thế những cái chiến lược chúng ta chia vốn nó là như vậy nha dòng chứng khoán nhìn chung là phù hợp cho một nhịp bứt phá kế tiếp ha điểm mua thì em nghĩ là nếu như nó tái tích lũy lại vài phiên á thì ok nhưng mà nói chung con này em tôi nói nhạy cảm nha nè những cái đạn tích lũy như thế này nè nó đã có những cái lần tích lũy và nó bị fail rồi thành ra bản chất những con như thế này nó phải đánh luôn chứ nó không nên tích lũy nha không nên tích lũy những con mới chạy như ssi như thế này nè nó phải đánh luôn thì nó mới ok ha những con như thế này là nó đã chạy hai ba nhịp rồi đó thành ra những con như thế này thì nó yếu tích lũy lại là chuyện hiển nhiên thôi lưu ý nha rồi dòng bán lẻ nè FPT đỏ nè, FPT những cái nhịp như thế này là anh chị canh bán bớt nha anh chị nha. Những cái nhịp nó lên rút chân như thế này mà vôn hơi lớn nè. Nha, nha vôn hơi lớn nha, thành ra anh chị mình canh hạ bớt. Đấy, có lãi rồi, chỗ bớt nha, chỗ bớt nha. Mà con này chưa đâu, tích lũy thêm nha, tích lũy thêm. Đấy, chưa. Đóng không cao nhất, mai test lại với cây vôn đỏ nè, đúng không? Cây vôn bé nè. Đấy, nhìn chung con này là ngày mai nó chạy tiếp, xu hướng nó là chạy tiếp. Nhưng mà nhìn chung trụ mang yếu tố điều tiết hơi nhiều thành ra họ sẽ giữ trụ lại. Em đánh giá là họ sẽ giữ trụ lại nha, họ không có kéo trụ tiếp đâu. Để kéo tiếp thì sẽ khiến cho cái chỉ số VN30 nó lại tiếp tục lên nữa. Thì nó làm cho cái độ chênh lệch của thị trường nó càng lớn. Thành ra là tạm thời VN30 nó sẽ có những nhịp nó chững và nó neo trở lại. Và đợi cho dòng mít cáp nó chạy lên một nhịp rồi và nên nó cân bằng trở lại thì khả năng là gì? Những cái dòng băng, dòng thép hay là những dòng trụ nó tích lũy đủ thì nó sẽ chạy tiếp cái nhịp sau. Nó kéo thị trường lên một nhịp nữa. Lưu ý vấn đề này ha đó là những cái kịch bản tươi đẹp nhất ở thị trường thôi thành ra là cứ anh chị mình cứ canh tới nhịp nào anh chị mình xử lý nhịp đấy đừng có đáng đỉnh thị trường đừng có đáng là nó lên nó xuống vậy đó chúng ta xử lý phù hợp là mới là ok nha nè tái tích lũy nè tái tích lũy nè đấy những yếu tố như này là yếu tố xuất hiện điểm mua nè lưu ý ha rồi tiếp theo thép nè tích lũy vôn cũng có cạn nha đó nhịp này ok nè nhưng mà con này hòa phát thì em có nói là những anh chị nào đánh theo game cổ tức đúng không thì em có nói là những cái vùng mà nó đã cao như thế này rồi đó, nếu muốn mua thì có thể mua ở vùng này một phần nhưng phải chấp nhận rủi ro là gì nếu nó vòng về lại giá 63.5 thì anh chị mình buộc phải bán nha ừ, nếu nó giữ được trên này thì anh chị mình có thể tham gia vô nó điều kiện vô nó phải bé dần nha vô nó cạn dần thì anh chị có thể tham gia hòa phát nhưng lưu ý giúp em phải chấp nhận là nếu nó vòng về 36 63.5 là anh chị phải bán nha. Đấy, nếu anh chị mình quan tâm con hòa phát này thì rất nhiều người đang thích cái uh, chia cổ tức này. Ha, thành ra em tư vấn như vậy. Những vùng trên này là nó giữ tốt mua được. Nha, nhưng rủi ro là gì nếu vòng về đeo bán liền. Vòng về là bán liền tại vì bản chất xưa giờ hòa phát đánh rất khó test lại nha. Nó test lại cho một cái biên nhất định vô nó cạn là nó sẽ chạy tiếp, còn nếu nó test quá sâu là là rủi ro rất lớn là nó gãy á. Thành ra nếu nó duy trì tốt mua được thủng về đây bán liền nha lưu ý nha đấy phải chấp nhận rủi ro nha thôi đánh đánh hòa phát lên chị nè hoa sen tích lũy nè ha không đẹp lắm hơi lỏng lẻo nha đây dòng trọng điểm ngày hôm nay nè dòng xây dựng nè đấy đất đất xanh ha sau nhiều lần lên tới đây vòng xuống lên tới đằng vuông hôm nay vô rất thuyết phục nha vô 21 triệu cổ phiếu cái vol này khả năng ngày mai nó sẽ có những nhịp nó mở gáp lên nó bứt tốc chị lưu ý vấn đề này cái con này đầu cơ cao lắm thành ra khi mà nó đã thực sự vào tiền rồi á và giai đoạn gần đây là sắp sửa cái con đê đế, đế nó gần lên sàn rồi thành ra những cái nhịp như thế này là đất xanh rất dễ đánh nha đây là một nền tích lũy dài và khi đất xanh vào sóng em nghĩ là một con siêu sóng tại vì đánh dài như thế này khả năng nó bứt thác nó chạy rất là nhanh nó chạy một cái nhịp giống như mấy con dòng ngân hàng ví dụ như techcombank á chị nhớ con techcombank nó cũng vòng lên vòng xuống mấy lần rồi nè khi mà nó cân bằng dưới này và có yếu tố xác nhận nó đem cái là nó chạy tới giờ luôn á Đấy những con như này là tích lũy mẫu hình nền tảng dài nè. Anh chị lưu ý những con như thế này ha. Anh chị thấy những cái con mà em thấy nó giống bia không? Những con dòng xây dựng nó giống bia không? Nè, tích lũy nó nổ lên nè, trần nè. Ha, à, dòng coi mấy con xây dựng này nó y chang luôn, từ những video trước em đã chia sẻ rồi. Đít nè, đó test lại nè, test lại nhiều lần nè. Test nè, test nè, test nè, test nè, bước lên cái vol nè. Thấy không? 13 triệu đối với con này. Rất ok. Nha. Yeah. Đấy, những con như này khả năng ngày mai nó sẽ mở gáp giống như bia vậy đó em nghĩ con này mai nó mở gáp cái bóp lưu ý ha hbc hbc này nhìn chung ăn theo thôi nhưng mà không có cân bằng là chị đâu bị bán tục lại là có nghĩa là sao áp lực bán cái này vẫn lớn Nên nó, nó phải tích lũy ở đây thì nó mới ok chứ nó mới nhú hai bao phiên như thế này mà ai bắt đáy sớm là chết á ha chưa đủ điều kiện đâu anh chị ha rồi kdh có nhiều anh chị nói sao kdh nó không chạy bằng hai con kia em anh chị phải biết là con này nó chưa gặp kháng cự anh chị nó chạy từ dưới chạy lên thành ra cái yếu tố mà nó nó đánh lên nhanh để nó gặp lên kháng cự còn con kdh này nó lên kháng cự bữa giờ rồi thành ra cái quá trình mà nó rung rủ và nó test lại ở đây nó sẽ tương đối lâu hơn một tí à, bản chất con này nó đã lên vùng kháng cự rồi à, những cái nhịp bên này vôn cũng cạn là không vấn đề gì đâu anh chị vài phi nữa nó sẽ nổ tiếp nha cứ cầm nắm thôi và chúng ta chỉ gia tăng khi mà nó nổ thôi lưu ý nha long đèn nè cũng tạo đáy đúng không gọi là hồi theo thôi anh chị chứ nó phải tích lũy ở đây con nào bản chất tạo đáy nó cũng vậy cả không có vụ mà tạo đáy chữ b đâu nó tạo đáy đây nó dòng lên dòng xuống nó test lại đáy hai nè anh chị coi con vinamilk là anh chị thấy lên test lại đáy hai cân bằng vô lần hai đánh lên từ từ xác nhận ở trên đây một lần nữa lúc nào quá trình tạo đáy một cổ phiếu nó sẽ rất là lâu nó lại như vậy nè rơi nè một đáy hai đáy là lình xình cân bằng ở đây bắt đầu nó mới chạy lên nè À, rất là mất thời gian thành ra cứ quan sát đừng có bắt vội nha rồi những con như là dòng trụ uh, đi trụ vinamilk sao nhờ đây được anh chị ha cũng được đấy em có nói là lên tới đây em bắt đúng không đó không một hai ba rồi hai phiên nữa nha để xem như thế nào anh chị ha nhìn chung anh chị thấy không lên nè xuống nè retest nè cân bằng nè vôn cạn thích cung chạy nè đúng không lên đây thì nó phải đối mặt cái gì t cộng ba về của cái lượt này là đối mặt cái gì áp lực bán khi mà người ta bắt được một cái khoản biên độ lợi nhận tương đối tốt với vinamilk dưới này người ta sẽ có xu hướng người ta bán ra đúng không lên đây gặp kháng cự nữa thành ra nó có vòng lại không khả năng nó vẫn có nhưng mà khả năng khi mà đánh hai biên như thế này rồi khả năng nó vòng lại đây là những yếu tố điểm mua nè lưu ý ha thành ra em mới chờ những cái nhịp trên này để em bắt nè anh chị ha lưu ý vấn đề này Đấy, cứ quan sát thêm vào Vinamilk Với lại anh chị biết những cái con mà đánh như con BLX nè anh chị Nào đấy nó có quá trình hết anh chị nè Nè à, Bắt đáy nè, lên nè, à, T0, 1, 2, 3 nè, vòng xuống nè, đúng không? nó có cái vô xác nhận này nè Thì Nếu anh chị bắt được cái vô xác nhận này nè Là anh chị mình sẽ ăn được cái nhịp sau Ha Nè, bắt giá hơi cao nhưng mà sẽ bán giá cao hơn Nó là như thế Chứ không có việc gì anh chị bắt cái dưới này Tại sao bắt dưới này mà nó chưa có cân bằng á à, Nó rơi nữa Đúng không? Nó chưa có cân bằng là nó rơi tiếp Đấy, càng đu vô càng rơi. Còn nếu mà nó có yếu tố nó nâng lên, test lại nâng lên, xác nhận thêm một lần nữa thì khi mua á, anh chị mua giá nó sẽ cao hơn những người dưới này. Nhưng mà cái độ an toàn của anh chị rất cao và cái nhịp sau này anh chị ăn. Đó là cái phương pháp của em nha. Em không bắt giá thấp đâu, em mua cao em bán cao hơn thôi. Nó là như thế nha. Đấy, hôm nay kéo trụ nè anh chị thấy không? Kéo trụ nè, bị chết kéo nè. Vinh kéo nè. SAB kéo nè, SAB tạo đáy nè, một đáy nè, hai đáy nè, ha à, tương đối giống vinamilk ha nè nó rơi giống giống vinamilk không ghê anh chị ha đấy nè khá giống vinamilk ha nhìn chung hôm nay á, là các mã nó nó chia nhau nó đồng loạt nó kéo trụ cũng kéo băng thì giữ rồi những dòng mít cáp kia cũng có những sự hồi phục dẫn đến là về này mình có những sự tăng điểm rất là tốt có những sự bứt phá mà anh chị thấy bứt phá đâu có vô đâu vô nó đâu có bứt phá đâu và anh chị thấy là giai đoạn gần đây bắt đầu cái tình trạng ngãn lệnh nó đã quay trở lại à, đấy, không biết sao thanh khoản nó không có những sự đột biến gì quá nhiều nhưng mà cái tình trạng ngãn lệnh của mình đã dần dần quay trở lại rồi đấy và những cái tố ngãn lệnh anh chị mình cũng nên đề phòng nha đấy lưu ý có nghĩa là sao có nghĩa là cái lượng đua lệnh cái lượng mà anh chị nhà đầu tư mua bán nó bắt đầu nó dần dần nó nhiều lên và cái lượng lệnh nó đang chồng chất lên nhau và nó dẫn đến yếu tố ngãn lệnh em có nói về vấn đề ngãn lệnh đúng không? À, hồi trước video có nói rồi ngãn lệnh ở đây không phải là tiền nó nhiều hay ít mà cái vấn đề là cái khối lượng cái lệnh nó lên đó à, ví dụ như anh chị mình kê một lệnh rồi anh chị hủy cái lệnh đó Thì nó cũng tính là hai lệnh ví dụ như một ngày nó là nó chứa được bao nhiêu cái số lượng lệnh đó thì anh chị mình cứ kê hủy kê hủy kê hủy kê hủy đua giá sửa giá đúng không? hoặc là bán xuống cũng sửa giá liên tục thì nó khiến cho cái sự mà hưng phấn như vậy không tại vì thường thường anh anh chị mình chỉ có hưng phấn anh chị mình sẽ sửa giá liên tục hoặc là anh chị mình lo sợ thì anh chị mình sẽ bán ra liên tục thì cái lượng lệnh nó, nó chồng chất lên thị trường rất là lớn khiến cho cái hệ thống nó bị quá tải nó không tiếp nhận được chứ không phải là cái volume 20.000 tỷ hay là 25.000 tỷ là nó bị ngẹn anh chị ha đó là cái yếu tố về lỗi lệnh đấy do là cái số lượng lệnh mà nó lên một lúc đó, nó lên quá nhiều hay là những cái tố lệnh nó nghẹn trở lại thì anh chị mình phải lưu ý vấn đề này à, có nghĩa là bà con bắt đầu nó hưng phấn dần á ừ, thành ra là mình phải canh nha cái nào mình có lãi thì mình phải biết giữ đấy mình canh mình giữ rồi mình chú ý những cái dòng khác nó là như thế hay gì ha Dạ rồi, em xin cảm ơn các anh chị dành thời gian tối nay xem video của em anh chị ha Nhìn chung khả năng ngày mai cũng rất là khó đáng Tại vì Vani bây giờ nó đã bứt khỏi đỉnh rồi à, Về chỉ số đúng không? Bứt khỏi rồi, không còn cái vùng nào ở trên này để phân tích cả Đấy và anh chị biết là những cái nhịp mà liên tục nó lên và nó hưng phấn như vậy trong giai đoạn trước á, trong cái nhịp mà nó cứ lên 2 3 ngày như thế này nó sẽ xuất hiện một cái cây mở gấp úp và nó chỉnh xuống hay còn là gây set out 3 đó. Nè nó lên nè, 1 2 3 4 cái mở cây đạp xuống nè. 1 2 3 4 5 mở cây đạp xuống nè. 1 2 3 4 5 mở cây đạp xuống nè. 1 2 3 4 5 mở cây sạc xuống nè. Có nghĩa là trong một cái quá trình đi lên vài bao phiên như vậy nó sẽ xuất hiện một cái phiên điều chỉnh bất ngờ. Tại vì thị trường bây giờ đang rất là cao rồi. Và khi không còn những vùng cản nữa thì nó điều chỉnh bất cứ lúc nào Cái áp lực bán chốt lại xuất hiện bất cứ lúc nào anh chị nha Anh chị mình phải lưu ý vấn đề này giúp em Thành ra anh chị mình phải cẩn thận Cái là bây giờ VN30 cao rồi Anh chị thấy nó vui nó bé bé rồi chứ ai cũng có lợi đó Đạp là đạp à Anh chị ha Họ muốn đạp là họ sẽ đạp Tại sao kéo lên anh chị mình đeo bám nhiều quá Bây giờ ai cũng phím bằng nhịp 3, nhịp 4 Đúng không? Nhịp 1, nhịp 2 xong rồi nhịp 3, nhịp 4 Cái sự đeo bám quá nhiều mà những nhà đầu tư lớn á Họ ít giao dịch nhiều ở trên lắm Họ mua ở dưới rồi họ cầm không à Ở trên á Là họ để đó thôi Nhà đầu tư cứ giao dịch Cứ mua bán tê cộng gì đó Ở trên không cần biết Họ chỉ cần mà Có những cái biến gì cái Họ xả ra một cái là anh chị nhà đầu tư mình Mà kẹp ở trên là chết liền ha Lưu ý vấn đề này nha Thành ra những cái nhịp mà bức thoát kế tiếp của dòng ngân hàng phù hợp cho việc chốt lại Không phù hợp cho việc mua thêm Và nên chú ý những dòng uh, mít cáp nhiều hơn Đặc biệt nhất em có nói đúng không Dòng chứng chứng khoán dòng dấu dầu khí dòng bất động động sản hào nay bất động sản nổ nè anh chị ha rồi Kính xin cảm ơn các anh chị dành thời gian tối nay xem video của em những thông tin lạc của em dưới phần mô tả anh chị ha dạ rồi em xin cảm ơn